Chuyện Queensland với Hưng Việt và Mỹ Dung. Xuất phát từ nhu cầu cần có thêm chút lợi tức để trang trải cho việc học vào những ngày mới sang Úc như một du sinh, nhưng với một niềm đam mê rất lớn đối với điện tử, anh Cường Nguyễn đã theo đuổi nghề này trong hơn 10 năm qua. Kính mời quý thính giả cùng nghe anh Cường Nguyễn trải lòng qua cuộc chuyện trò với chúng tôi. Dạ, xin chào anh Cường Nguyễn ạ. Dạ vâng, con xin chào chú Hưng Việt và chị Mỹ Dung ạ, và xin chào tất cả các khán giả đài SBS. Chào anh Cường Nguyễn. Anh Cường, anh có thể cho biết là anh mở cửa hiệu sửa chữa các máy móc điện tử này đó từ bao lâu rồi? Dạ xin thưa với chú Hưng Việt và chị Mỹ Dung và thính giả nghe đài là nghề này của con xuất phát từ hồi con mới qua Úc cơ, tận 10 năm trước khi con còn là du học sinh á, thì con cũng đã tiếp xúc với thiết bị điện tử cũng khá là nhiều bên Việt Nam. Con chỉ là vừa đi học vừa đi làm thì con có sửa điện thoại và laptop cho mọi người ở cộng đồng người Việt ở Brisbane mình. Hồi đó chỉ là một nghề con kiếm thêm và cũng là một hobby thôi. Cũng dạng như là giải trí vừa kiếm thêm một chút chi phí đi lại và sinh hoạt thôi. Nhưng mà con mới mở cái tiệm này ở đây khoảng tầm 1.5 năm thôi ạ. Vậy trước đó thì anh theo học cái ngành nào? Anh làm cái nghề này là anh có theo cái khóa huấn luyện nào không? Dạ vâng, ở Việt Nam vào năm 2008 thì con có theo học ngành hàng hải Việt Nam á. Nhưng mà sau khi qua đây con lại học về bên ngành IT, nên thật sự là nó cũng không có liên quan gì nhiều về lĩnh vực con đang làm hiện tại. Về lĩnh vực điện tử thì thật sự là con cũng không có qua một khóa học gì, tất cả là đều là từ sở thích của con. Con là tìm hiểu qua internet, con đọc tài liệu và con mày mò đam mê. Vậy nên thì con bây giờ cũng có một cái kiến thức nhất định để mà có thể tự tin mà sửa chữa thiết bị điện cho mọi người. Như vậy theo anh muốn làm cái nghề này đó, thì ngoài cái kiến thức ra đó, mình có cần những cái kỹ năng nào khác như là phải khéo tay hay là phải kiên nhẫn hay là những cái kỹ năng nào khác nữa hay không? Dạ vâng, yếu tố quan trọng nhất của nghề điện tử là thật sự phải có đam mê. Nói tới điện tử thì chú và chị đây nhìn xung quanh mình á, cái gì cũng liên quan đến điện tử hết. Tất cả những gì xung quanh cuộc sống của ta cũng đều có điện tử hết á. Lĩnh vực điện tử rất là rộng, nên lúc mà học á thì mình rất là dễ nản. Lúc đầu con mới bắt đầu học, con thấy nó quá nhiều như linh kiện đây, mình cũng phải học thuộc những linh kiện đó là gì, chức năng của nó là sao. Thời gian đầu con cũng rất là nản, nhưng lúc mà con coi về những hướng dẫn về điện tử thì con lại thấy nó khơi dậy con cái niềm đam mê. Và cái thứ hai, nếu học ngành điện tử để mà làm được việc hoặc là sửa đó thì đúng là mình cũng phải có khéo tay nữa. Dạ, khéo tay ở đây là sao? Tức là chú với chị có thể nhìn là những cái linh kiện điện tử trên màn hình đó rất là nhỏ, mình không thể thấy bằng mắt thường được, mà mình phải để dưới kính phóng đại mình mới thấy, và mình sẽ phải hàn những con linh kiện đó lên cái bo mạch. Con thì không có khéo tay đâu, nhưng mà con đã luyện tập rất là nhiều. Tức là ngày nào con cũng phải nhìn dưới ống kính đó và bắt tập hàng. Con nghĩ cũng phải ít nhất là 6 tháng để làm quen với cái việc mà hàng những linh kiện siêu nhỏ như vậy. Mình cũng phải có kinh nghiệm về cái đôi tay của mình á, thì mình mới có thể mà hàng đúng chỗ mà không có bị lệch hoặc là không bị quá xấu. Cái đó cũng về cái năng khiếu. Dạ, nhưng mà luyện tập thì nó sẽ thành công thôi. Nói chung là phải đam mê và phải kiên trì để mà luyện tập và học hỏi thì mới làm theo được ngành điện tử này. Dạ, nên điện tử rất là phổ biến ở đây, nhưng mà con cũng khá là bất ngờ tại vì con cũng không thấy nhiều người theo ngành điện tử, thì có thể là họ chưa đủ kiên trì và để mà theo cái ngành này. Nhìn chung quanh đây đó thì tôi thấy anh sửa chữa đủ loại máy móc hết, laptop, desktop rồi điện thoại rồi đủ thứ hết, thì anh có chuyên môn về một cái loại máy nào không? Dạ vâng, 10 năm trước á, con khi con qua đây á, là con chuyên sửa về laptop. Đến tận bây giờ luôn, laptop vẫn là cái thiết bị mà con tự tin nhất để sửa, tại vì con làm việc với laptop rất là nhiều. Sau này con mới nhận thấy là có thể là sửa laptop không chưa đủ để mà mình có thể trang trải cuộc sống, thì con bắt đầu qua học sửa điện thoại và sửa những vật dụng trong nhà. Nói về độ khó á, thì mỗi thiết bị á, đều có một độ khó riêng. Nhiều người nói rằng á, sửa laptop và điện thoại khó hơn sửa âm ly hay TV, thì theo con nghĩ cái đó là không đúng. Tại vì mỗi cái mình phải sửa quen thì mình mới thấy nó dễ, chứ nếu mà so sánh như vậy là cũng khập khiễng ạ. Con cũng vì đam mê điện tử mà, nên lúc mà con nhìn vào những thiết bị nào con đều muốn sửa nó, muốn biết cách nó hoạt động như thế nào. Rồi từ đó giờ cái ca nào mà anh thấy khó nhất? Dạ vâng, nếu mà sửa về điện tử thì có nhiều ca rất là khó, con không thể sửa được. Nói chung là mình lúc mà mình nhận đồ của khách á, mình cũng phải nói với họ rằng mình phải cân nhắc, tại vì có những thiết bị điện tử không phải là không sửa được, nhưng mà nó sẽ tốn rất là nhiều tiền, nên những thiết bị đó có lẽ là không nên sửa, mà mua một cái thiết bị mới nó sẽ hay hơn nhiều. Khi sửa một cái thiết bị thì anh cần phải có những cái spare parts. Yeah. Thì cái sự đặt mua những cái spare parts đó
có gặp nhiều trở ngại khó khăn hay không anh đặt mua tử đâu? Dạ vâng, vấn đề đó chắc chắn là sẽ khó, tại vì culture của Úc mình là không có sửa nhiều, nên người ta sẽ không bán những cái spare part. Đa số á, những cái spare part đó con mua là đều từ Trung Quốc cả. Trung Quốc là một cái thị trường rất là lớn bán linh kiện điện tử đó, những có thể phải đợi 2 tuần đến 4 tuần cái part đó về đây để mà sửa. Dạ, thì đó là một cái trở ngại khi con làm cái nghề này. Có nhiều khách họ không có muốn để cái vật dụng của họ quá lâu ở đây, tại vì họ cũng quan tâm đến cái dữ liệu của họ đó, thì có thể họ là không cảm thấy an toàn. Thì thật tình mà nói thì ở đây rất là ít tiệm điện mà sửa chuyên về những cái thiết kế vi mạch, thì con lại thích làm cái ngành nghề bên cái mảng đó hơn. Thành ra vì con sửa cũng sẽ lâu hơn ở ngoài là họ sửa một laptop thì họ có thể thay nguyên một cái motherboard, còn thì con còn sửa nên cái thời gian mà nó sẽ lâu hơn bên ngoài một chút, nhưng mà như vậy cũng sẽ tiết kiệm được cho khách hàng. Cái đó là cái điều con hướng tới. Cái thứ hai đó là đam mê, tại vì con rất là đam mê sửa. Con nhìn vào cái sơ đồ như vậy đó thì con đam mê là cũng như một câu giải đố đó, mình lúc mà mình giải được á thì mình sẽ thấy rất là thích, rất là vui, và nó thỏa mãn cái đam mê của mình. Như vậy theo anh thấy nhiều khi một khách hàng đem một cái máy tới để mà sửa đó thì nó sẽ mất nhiều công phu, nó sẽ tốn rất nhiều tiền về spare part đó. Thì anh có đề nghị với họ là thôi nên đi mua một cái máy mới hơn là cố gắng mình sửa cái máy này không? Hay là anh quyết tâm là anh sẽ sửa cho được thôi? Dạ vâng, vấn đề đó là cái vấn đề mà con đặt lên hàng đầu á. Lúc mà con thấy người ta đem tới một cái máy hư quá nặng đi, vì nó có thể là quá cũ rồi, con sẽ nói với họ ngay lúc đó luôn là tức là nếu mà vẫn muốn giữ lại cái máy này mà sửa thì con vẫn có thể sửa cho họ. Nhưng mà con cũng tư vấn cho họ rằng tại vì sửa máy nó không đáng bao nhiêu, nhưng mà tiền sửa có thể là nó hơn cái máy. Nếu họ vẫn chấp nhận sửa thì con vẫn sửa, nhưng mà cái giá con đưa ra thì nó cũng không đến nỗi là quá cao, nhưng mà con thì vẫn giữ một cái mức giá mà giống như là để cho mọi người thấy rằng vẫn xứng đáng với con, và cũng có thể họ vẫn có khả năng chi trả cho cái phần tiền sửa đó. Đó là cái điều mà con luôn đặt lên hàng đầu cho mỗi thiết bị con sửa, là con phải cân bằng được giữa là cái giá trị của cái máy và cái đồng tiền mà họ bỏ ra có đáng hay không. Dạ, cái đó là cái con luôn cân nhắc. Dạ. Okay. Rồi cái bước kế tiếp là nếu người khách hàng thấy sửa mà tốn tiền nhiều quá đó, mà họ cũng không tha thiết đem nó về giữ nhà nữa, thì họ bán lại cho anh. Dạ. Anh có muốn mua nó rồi để anh sửa rồi anh bán cho người khác theo cái giá second hand không? Dạ, cái đó thì con chưa có làm, nhưng mà đã có những người khách đó họ tới đây thì con cũng báo giá như vậy, nhưng cũng tư vấn cho họ là có thể là không đáng để sửa, thì họ vẫn để lại thiết bị cho con, bảo là họ cho con để con lấy những cái spare part đó có thể là sửa những thiết bị khác. Tự một mình anh điều hành thương nghiệp này hay là anh có người phụ giúp đồng hương đem máy móc tới nhờ anh sửa đó, nó có quá nhiều để anh tự một mình anh kham nổi hay không? Dạ, lúc mới bắt đầu thì con cũng không có nhiều khách đâu, nhưng mà sau này mình làm thì cũng có người giới thiệu thì cũng rất là bận. Con làm nhiều khi tới tận 11:30, 12 giờ tối con mới về ở nhà. Con nói thật là đó là cũng một cái dở của con, tại vì con rất là thích sửa đi nên thành có nhiều thiết bị con dành quá nhiều thời gian đó mà con sửa không được thì con cũng rất khó chịu. Con không có muốn bỏ cuộc giữa chừng á, con đã nhận người ta làm thì con muốn sửa tới cùng, mặc dù biết là có thể là không được đâu. Trong tâm tâm con nó muốn tìm ra cái câu trả lời cho cái thiết bị đó là hư cái gì. Còn về vấn đề mà con run cái business, dạ vâng, con là vẫn run một mình thôi thưa chú. Để mà kiếm được một người đồng hành với con trong lĩnh vực này con thấy nó cũng hơi khó. Kiếm một người chuyên về thay màn hình điện thoại hoặc là thay pin thay này kia thì có thể con kiếm được rất là nhiều. Nhưng mà kiếm một người mà biết đọc sơ đồ, biết hàng những cái siêu nhỏ như này thì rất là khó kiếm. Nên tới thời điểm bây giờ con có một bạn phụ con về cái mảng điện thoại với thay màn hình, thay pin này kia, và giúp con mở những vật dụng đó ra để con sửa. Chứ chính xác thì con vẫn làm một mình. Dạ. Anh nói là nhiều khi anh tốn tới 11 giờ, 11, 12 giờ khuya để anh ráng anh sửa cho xong. Và anh gọi đó là cái điểm dở của anh. Nhưng mà tôi không nghĩ đó là một cái điểm dở đâu. Tôi nghĩ đó là cái lương tâm nghề nghiệp của anh. Và cái sự thôi thúc là muốn tìm cho ra cái căn bệnh của cái máy để mà anh sửa cho xong. Đó là một cái điểm tốt chứ không phải là một cái điểm dở đâu. Nhưng mà điều anh nói nó dẫn tới một câu hỏi khác là anh tới nhà của khách hàng để anh sửa cái máy cho họ nữa hả? Dạ đúng rồi. Dạ vâng, thì có những thiết bị rất là lớn như là ghế massage hay là gì đó thì con phải tới tận nhà và con gửi ra cho họ. Thật chắc là những người phụ nữ có thể họ không có biết gì nhiều về điện á, thế nên
họ cũng không thể nào mà gỡ cái thiết bị đó ra mà đem đến cho con được. Nên nếu con sắp xếp được thời gian á, con sẽ đến nhà của khách hàng và để giúp họ. Với lại con cũng làm từng nhiều những người già ốp, con thấy hoàn cảnh họ rất là tội mà họ rất là nói những câu chuyện rất là xúc động, giống như là họ chỉ muốn sửa cái cassette cũ để họ nghe lại những cái băng đĩa cũ thôi. Mà thật chất lúc mà con đến nhà họ, con nhìn vào những cái cassette đó, trời, nó rất là cũ mà con thấy là nó không đáng để sửa luôn á. Nhưng mà con cũng hỏi thật lòng là tại sao mà họ muốn sửa những cái đó, thì họ mới trả lời là tại vì đó là kỷ niệm của họ và người thân, họ vẫn muốn sửa. Thì con có thấy cũng là một cái hay. Nhưng mà con quá trình con đi làm như vậy là con thấy đúng là không phải cái gì mà hiện đại quá cũng người ta cũng thích, nhưng mà người ta lại thích những cái đồ mà thuộc về cái ký ức của người ta đó. Nên này thì con vẫn nhận sửa với giá rất là rẻ, nhưng mà sau đó lại có những câu chuyện vui như vậy nè. Họ nói rằng con lấy giá vậy sao con đủ lo cho gia đình, thì họ vẫn cho con thêm. Đó là những người Úc luôn á. Dạ, còn họ cũng hỏi về gia đình của con mà có con cái này này kia không á, thì con vẫn nói thật lòng với họ, thì nói chung là họ vẫn cho con thêm. Dạ. Anh nói là anh sửa mấy cái ghế massage, laptop rồi đủ thứ hết vậy. Anh có thể kể sơ sơ là anh đã từng sửa những cái loại vật dụng nào không? Dạ, thì nói chung là bây giờ thì chuyên về laptop nhất và điện thoại, nhưng mà những vật dụng trong nhà thì con có đều có thể có sửa được, như là loa hoặc là tivi, hoặc là đa số là những cái vật dụng như là nồi cơm điện này kia đó thì con vẫn sửa vật dụng đó. Nói chung là những thiết bị điện xung quanh mình, dạ, có những vật dụng con chưa bao giờ mở ra đâu, nhưng mà con đã nhận sửa thì con sẽ phải tìm hiểu để coi bên trong đó có cái gì. Tại vì con cũng có kiến thức căn bản về điện tử đi, nên nhiều khi con mở ra con học cái thiết bị đó nó cũng nhanh hơn là người chưa biết gì. Dạ, thành ra là con cũng muốn con nhận tất cả những đồ điện tử, tại vì con vẫn muốn học thêm, vẫn thích học để mà phát triển hơn. Cái điều mà anh nói làm tôi ngạc nhiên đó là anh sửa luôn cái ghế massage nữa. Cái ghế massage nó có những bộ phận điện tử sao? Dạ có chứ. Ghế massage có nhiều bộ phận điện tử. Những thiết bị mà có điện đi vào đều phải có qua một cái bo mạch điện tử để mà nó program, để mà nó xuất dòng điện cho những cái bộ phận khác. Như là một cái ghế massage chẳng hạn đi, thì mình sẽ có những cái đầu điện vào là 220V là điện xoay chiều. Dạ. Thì lúc mà muốn qua ghế massage thì nó phải chuyển hành điện một chiều để mà nó chạy motor, để mà nó rung, hoặc là những cái bàn điện tử mà mình cầm bấm để điều chỉnh cái chế độ á. Dạ. Một ứng dụng khác mà có thể xài nhiều về điện tử hơn lúc trước đó, là cái xe hơi. Dạ. Thì anh có sửa những cái bộ phận nào mà về điện tử ở trong xe hơi bao giờ chưa? Dạ, về xe hơi thì con không có sửa về điện tử, nhưng mà con có lắp đặt hệ thống infotainment trong xe, tức là TV, reverse camera hoặc là cái head unit đó, thì con cũng có làm khá là nhiều rồi. Bắt đầu từ những người thân trong gia đình thì con cũng lắp TV cho họ lắp. Bây giờ thì những dòng đời xe quá cũ thì họ không thể coi cái reverse camera, hoặc là họ không coi được cái bản đồ Apple CarPlay hay Android Auto, thì con cũng sẽ lắp những cái unit đó cho họ. Nếu mà nói sửa về điện tử của xe hơi á, thì con không sửa, nhưng mà con có lắp đặt hệ thống như là hệ thống sạc nhanh trên xe hơi, hoặc là hệ thống xem phim gì này kia đó, hệ thống chơi game trên xe hơi. Dạ. Mà vấn đề điện tử cho các máy móc thì có một vấn đề bây giờ hiện được nhiều người quan tâm là an toàn cho nhà cửa. Dạ, vâng. Thì những cái máy thu hình, dạ, CCTV thì anh có nhận lắp ráp mấy cái đó không? Dạ, về hệ thống CCTV và hệ thống alarm cho nhà cửa thì con vẫn đang làm cái công việc đó. Còn cái những người bạn bên ngoài họ cũng chuyên làm về nhà cửa đó, họ làm chung với con. Thì tất nhiên là về hệ thống camera an toàn cho nhà cửa thì con vẫn nhận và setup luôn cả hệ thống alarm cho nhà cửa luôn. Con nói thật là nhiều khi làm công việc sửa chữa điện tử này ở đây, ngồi trong cái căn phòng này nè, mà cứ nhìn dán mắt vào cái kính hiển vi đó, nhiều cái nó rất là đau đầu. Mình ngồi mình không có vận động nhiều quá thì nó cũng rất là dạ không tốt. Dạ vâng, nên tốt sau là con lại offer thêm một service cho mọi người, đó là con đi lắp camera cho người ta. Thì con cũng biết là cái vấn đề an toàn bây giờ hiện nay cũng hơi phức tạp một chút. Thời gian gần đây thì cũng rất là nhiều người muốn gắn camera, thì con cũng nói là mình cũng sẽ đưa ra những mức giá hợp lý dành cho cộng đồng người Việt mình, mà nhưng mà cũng không có phải là quá đáng với công sức của tụi con. Anh mở cái thương nghiệp này như vậy đó thì có cần phải xin giấy phép gì của chính phủ không? Dạ có chứ, thực cái business của con á, thì vẫn đăng ký ABN number dưới tên của con. Thì nói chung là con làm thì nó cũng là một cái business nó thẳng thôi, chứ nó cũng không có gì hết á. Dạ nhưng dạ tất nhiên là pháp. Dạ vâng, thì chú có thể thấy đây con có máy tính tiền đây. Nói chung là cũng xuất invoice cho tất cả mọi người muốn xuất invoice. Nhiều người họ muốn làm claim lại business, con vẫn xuất invoice cho họ. Cảm ơn anh đã trả lời câu hỏi đó, bởi vì như vậy đó thì thính giả nào mà muốn có invoice hay cho công việc mà anh làm giùm họ đó thì họ được yên tâm hơn để mà họ tiếp xúc. Anh nói là anh đã bắt đầu theo cái ngành nghề này 10 năm nay, từ khi anh qua đây du học.
như là một du sinh để mà du học. Thì khi mà qua đó là anh đi theo diện nè. Dạ. Dạ, khi mà con qua đây là theo diện du học sinh nè, con học IT bên đây. À, sau đó là con gặp bà xã con. Dạ vâng, là bà xã con là người ở đây cũng khá là lâu rồi. Dạ vâng, thì kết hôn với bà xã con và con ở lại. Dạ. Dạ. Cuối cùng thì anh Cường còn có điều gì anh muốn nói thêm hay chia sẻ với thính giả của chúng ta hay không? Dạ vâng, thì chia sẻ về cái ngành nghề này của con á, thì con cũng như con cũng nói trong xuyên suốt chương trình rồi, thì con cũng chia sẻ rồi, nhưng mà con cũng muốn gửi đến các thính giả và các tất cả mọi người Việt ở Úc Châu mình, là tại vì con cũng thấy là bây giờ cái cuộc sống đang ngày dần khó khăn á, thì con cũng chỉ mong mọi người là sức khỏe và có nhiều may mắn và thành công trong công việc để mà mình vượt qua cái giai đoạn khó khăn này, như là con gọi là cuộc sống đi. Dạ, nó vì con cũng thấy đang khó khăn nên con cũng chỉ muốn gửi lời đến tất cả mọi người như vậy thôi. Dạ vâng, là sức khỏe và công việc thành công ạ. Dạ. Dạ, thay mặt cho cô Mỹ Dung và thính giả của SBS, chúng tôi thành thật cảm ơn anh Cường Nguyễn rất là nhiều. Anh đã dành một thời giờ làm việc của anh để cho chúng tôi có cái cuộc mạn đàm rất là lý thú này. Xin kính chúc anh nhiều sức khỏe và cái thư nghiệp này luôn luôn được thành công và thu hút được rất nhiều khách hàng. Cảm ơn anh. Dạ vâng, con cũng cảm ơn chú Hưng Việt và chị Mỹ Dung đã tới đây phỏng vấn con ngày hôm nay. Thật sự cũng là một cái bất ngờ và con nghĩ đó cũng là một cái duyên. Dạ, tại vì con cũng chưa bao giờ nghĩ là con sẽ được phỏng vấn như đài SBS. Tất nhiên là con cũng rất là vui khi mà chú với chị ở đây hôm nay, và con cũng xin gửi lời chúc tới tất cả toàn thể cô chú và những cái thính giả nghe đài SBS một cái ngày thật là tốt lành. Dạ. 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 Cảm ơn ạ. Cảm ơn. Dạ. Dạ, cảm ơn anh Cường Nguyễn.